Kính thưa quý vị, Nga sắp giao cho Việt Nam thêm 2 tàu ngầm Kilo. Nga sẽ chuyển giao thêm 2 tàu ngầm điện diesel lớp Vyazhdanka cho Việt Nam vào năm sau. Việt Nam năm 2009 đặt mua 6 tàu ngầm của Nga trong một hợp đồng trị giá 2 tỷ Mỹ Kim, một động thái được xem là nỗ lực tăng cường lực lượng trước sự bành trướng không ngừng của Trung Quốc ở Biển Đông. Các tàu ngầm này được mệnh danh là những hố đen trong đại dương vì gần như chúng không thể bị phát hiện khi lặn dưới nước. Báo chí Nga ngày 7 tháng 11 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết, biên bản bàn giao chiếc đầu tiên trong đơn đặt hàng được ký cùng ngày tại nhà máy đóng tàu Admiralty ở St. Petersburg trước khi tàu được kéo lên xà lan vào ngày 11 tháng này để đưa sang Việt Nam, chính thức giao cho Hải quân Việt Nam. Giáo chức Bộ Quốc phòng Nga cho hay, chiếc tàu ngầm thứ nhì sẽ được chuyển giao vào đầu năm tới, có thể là tháng Giêng, và chiếc thứ ba cũng sẽ được giao nhận trong năm sau. Theo dự kiến, Việt Nam sẽ nhận toàn bộ 6 chiếc trong hợp đồng trước cuối năm 2016. Theo hợp đồng mua 6 tàu ngầm của Nga, Việt Nam cũng sẽ được phía Nga đào tạo kỹ thuật sử dụng tại Nga. Tàu ngầm dự án 636 lớp Vyazhdanka là phiên cải thiện của tàu ngầm lớp Kilo với công nghệ tàng hình tối tân, phạm vi tác chiến rộng hơn, có khả năng tấn công các mục tiêu trên đất liền, trên bề mặt và dưới nước. Tàu có lượng giãn nước khoảng 3.100 tấn, di chuyển dưới nước 20 hải lý một giờ, lặn sâu đến 300 mét và có thể chở theo 52 thành viên thủy thủ đoàn. Tàu ngầm Kilo được trang bị máy phóng ngư lôi 533mm, mìn, phi đạn hành trình Kali, chủ yếu được dùng để chống tàu ngầm ở các vùng biển tương đối cạn, đặt mìn, bảo vệ duyên hải và tuần tra.